Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, bộ mẹ con với con bò siêu chữa nè cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này thì mẹ kem, mẹ tơ mới lẻ lứa đầu tiên. Đó thì nói chung thì hiện tại thì nó đang giữ con cái kem. Đó, con cái kem thì được 3 tháng mấy tuổi cô chú chị. Đó, nhưng được cái mẹ này mẹ tơ mới lẻ lứa đầu. Đó thì con mẹ này em đo chiều cao là 1m30 35 36 bò cô chú chị. Đó 1m35 36 bò. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con là cứ liên hệ số điện thoại để cần hình. Đó nhưng em nói con mẹ thì nói chung thì đẻ con rất mát sữa luôn. Đây, con cái kem thì nói chung thì lực lạc. Đó, cái kem thì rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó thì bộ mấy con này chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để cần hình. Đó thì bộ mẹ con này giá là 31 triệu. Đó 31 triệu là bao ship của chúng chị mình tới nhà luôn, không dùng 280 số ha. Đó và một con bò cái siêu. Đó, con cái siêu này nói chung thì đang hiện tại thì đang chữa lứa thứ ba, chữa được 6 tháng là mấy ngày của chúng chị. Nó thì nói chung thì hiện tại đang làm siêu kem. Đó nhưng cái con cái siêu này thì nói chung thì nó không cao hung, nhưng mà được con cái thì nó bù lại nó có cái dàn thùng nó dữ lắm của chúng chị, thùng với dàn đòn. Đó thì nó cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó thì bộ mấy con này chủ nhà muốn bán giá là 31 triệu. Đó 31 triệu là bao ship ha. Đó còn con cái siêu thì giá cũng là 31 triệu luôn cô chú chị. Đó cũng 31 triệu là bao ship luôn. Đó thì bà con mình ưng, nếu mình ưng con bò chữa không thì mình bắt bò chữa ha. Dùng được con cái thì nói chung thì dùng siêu nghĩ để con ra thì thôi. Đó. Đó để con là rất tốt của chú chị. Đó, cái dàn đòn của nó thì khỏi nói luôn. Đó thì trước tiên thì em quay bộ mẹ con trước ha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ, đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đây thì trước tiên con mẹ nè cô chú chị, đây đây về phần chân móng nè. Đó chân móng là chân móng sò sữa sóc rất to, đây rúng nè, nó rúng tầm khoảng 4-5 phân của chú chị. Đây chân trước, đó xe lưng nè, xe lưng thì nghiêm chỉnh ha. Đó về phần mặt mày nè, đó thì con mẹ này sẽ mặt thì em quan sát thì cũng nghiêm chỉnh luôn. Đó nhưng nói chung thì mẹ này mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên cô chú chị, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên ha. Nhưng mà nói chung thì mẹ nó giữ con thì cũng hơi gầy, nhìn được con cái thì đẻ con rất mát sữa luôn cô chú chị. Đây cái dàn lưng dai con nè, đó đó con thì chân móng nè, đó đẻ ra con như đít muối luôn. Đó tướng tái cấp mình nè. Đó thì bộ mấy con này giá là 31 triệu. Đó 31 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó thì đối với những bộ mấy con mà những bộ chữa mình đẻ rồi thì bên em bán sẽ bao lội cô chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lưu ý trục trặc thì bên em mới thâu bộ về, có hoàn thiện bộ thường xe đủ cô chú chị mình luôn. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về để làm giống sinh sản thêm ha. Nó con nhưng em nói con thì nói chung thì rất mát sữa luôn cô chú chị, nó đẻ con rất mát sữa luôn ha. Đó rồi thì tiếp theo con bò cái siêu chữa nè. Đó con bò này nói chung thì hiện tại thì đang âm chữa lứa thứ ba, chữa được 6 tháng lấy mấy ngày cô chú chị. Đó thì nói chung thì hiện tại đang âm chữa kem ha. Đây về phần mặt mày nè, nó sẽ mặt thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị. Đó mặt mày nè, đây thì chung xe lưng. Đó xe lưng thì nói chung thì bò này siêu này nằm xe lưng ngay đây thì nói chung thì nó cũng nghiêm chỉnh rồi. Đó chân móng nè, hai chân trước nè, đó rúng nè, đó phần vú thì 4 vú ha, vú thì 4 vú. Đó chân sau nè cô chú chị. Đó nhưng được con cái thì em nói con bò cái siêu này cái dàn đòn của nó thì hơi rất dài đòn luôn. Đó thì nói chung thì nó giá cũng là 31 triệu. Đó 31 triệu là bao ship luôn, bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 lấy số nha. Đó thì em nói chung thì cái dòng siêu khi nó không cao hung cô chú chị, nhưng mà con cái thì nó buồn lại, nó có cái dàn thùng với cái dàn đòn nó khỏi nói thôi. Cái lưng của nó nè, nó biết cái dàn ngang của nó luôn. Đó cô chú chị thấy cái dàn ngang của nó khỏi nói là. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó em nói cái dàn đòn của nó thôi, tướng tá cấp mình mẫu khá đẹp luôn. Đây cái dạng ngang của nó nè, đó cô chú chị thấy không? Đó nói chung thì dòng siêu thì nói chung thì cũng dạo khỏi nói rồi. Đó thì bà con nào thấy ưng cứ liên hệ số điện thoại nó tuần hành. Đó
thì con cái siêu này giá là 31 triệu. Đó, 31 triệu là bao ship nha, bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, theo dòng 280 số. Ok. Đó, tướng tá cấp mình. Đó, con cái siêu này lông da thì bóng giận luôn. Anh chủ nhà nó để con ra mát sữa thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó, nó cái dòng siêu này để con ra mát sữa thì giữ dần luôn. Cái ngang của nó là cô chú chị thấy không? Nó dài đoạn, thấy em nói nó dài đoạn sao thì hết biết, con bò này nó dài đoạn luôn, cái dòng thùng dạo nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con cái siêu chữa này thì cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó. Thì bà con nào mua thì nói chung thì em sẽ gấp xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó, nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Tà Vinh. Đó, Tà Vinh với Bạc Liêu của chú chị. Đó, với Long An, đó Long An, Củ Chi. Đó, với Tây Ninh. Đó thì bà con nào ở mấy vùng đó, mấy vùng lân cận thì em sẽ gấp xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó, nói chung thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem luôn cho kỹ đi. Mình có gì cho mình coi cho kỹ đi, thì ưng thì mình nó mua. Đó, khi mình ưng thì mình tua tới tua lui coi cho kỹ đi cô chú chị. Đó. Nói chung thì mình bỏ ra mấy chục triệu mình mua để con bò về để mình làm giống nông sản thì nói chung thì mình có quyền mình lựa. Đó thì nói chung thì bò bên em bán bao, nó bao tạp lỗi cô chú chị mình ha. Em cho bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò thứ tiên tốn tiền. Đó thì mình nói chung thì mình kiểm tra có dỗ cẳng hay không, nó có thùng rúng thùng ruột hay không, rồi mình dắt đi đứng con bò đi đứng hoàn thiện hay không, rồi bà con mình sẽ nhận bò. Đó còn nếu có tạp lỗi gì bên em sẽ trở về ha. Đó còn bộ mẹ con nè. Đó thì con mẹ thì mẹ tơ luôn, mẹ tơ mới lẻ lứa đầu tiên luôn cô chú chị. Đó thì hiện tại đang giữ con cái kem thì được 3 tháng mấy tuổi nè, nhưng mà nói chung thì nó đẻ con rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó, hết biết cái đích con không. Đó mẹ tơ mới lẻ lứa đầu tiên ha. Đó thì bộ mẹ con này giá thì nói chung thì cũng 31 triệu luôn. Đó 31 triệu là cũng bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, thì một 280 số. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con và con bò siêu chữa này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.